Thưa quý vị và các bạn, sau khi bùng phát trở lại vào ngày 10 tháng 7, đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc COVID-19. Với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, thành phố cũng đã có những quyết sách kịp thời, quyết tâm đi nhanh hơn dịch để ngăn chặn đà lây lan. Các giải pháp tổng thể được triển khai thực hiện đang cho thấy hiệu quả nhất định. Trước diễn biến phức tạp của hai chuỗi lây nhiễm phát sinh từ cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các đơn vị địa phương ngày 25 tháng 7, thành phố đã quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá từ trưa ngày 26 tháng 7. Đối với lò mổ Đà Sơn, ngay sau đó, lãnh đạo thành phố cũng đã kiểm tra và cho dừng 2 trên 15 dây chuyền sản xuất có liên quan ca bệnh và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, nhất là test nhanh các trường hợp ra vào. Địa phương thành lập một cái tổ, trong đó cái công ty có cử lực lượng tham gia là kiểm soát người ra vào, nghiên cứu cung cấp thực phẩm tới từng chợ theo nhu cầu, không có gián đoạn nhu cầu. Luôn cái luồng cung ứng là mình không có gián đoạn, nhưng mà phương pháp chứ còn giảm cái số người tới đây. Nhận định hai chuỗi lây nhiễm từ cảng cá và lò mổ có nguy cơ rất lớn bởi phạm vi lan tỏa rộng, nên ngành y tế và các địa phương đã vào cuộc rất khẩn trương, nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan. Thành phố đã chủ trương rà soát, xét nghiệm tất cả các tiểu thương buôn bán thịt, cá tại các chợ với tần suất 3 ngày một lần, qua đó sớm phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Những hộ bán thịt cá ở các chợ thì như vậy là chúng tôi là 3 ngày là cho tổ chức lấy mẫu xét nghiệm một lần. Còn những hộ là bán các cái mặt hàng thiết yếu thì như vậy là 7 ngày một lần. Chúng tôi đã huy động toàn lực cán bộ y tế là tại chỗ, khu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tất cả cán bộ là trực 24/24 giờ, cần thiết huy động ngay trong đêm. Để mở rộng sàng lọc, thành phố cũng nhanh chóng tiến hành xét nghiệm đại diện hộ gia đình 30% toàn thành phố và tiếp tục mở rộng thêm sau đó. Đối với cả hộ gia đình cũng như các khu vực có nguy cơ cao, giao ban hàng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố giao số lượng cụ thể cho mỗi địa phương và yêu cầu tăng gấp đôi lượng xét nghiệm để tầm soát cộng đồng. Thì điểm nóng cũng liên quan tới gì? Liên quan tới những cái mộc tại các khu phong tỏa mà chúng ta mới vừa phát hiện ra, để khoanh vùng liền là đối tượng, phải tập trung vào đó số 1. Cái đối tượng thứ hai là cái khu nguy cơ cao. Đúng rồi, cái nguy cơ cao mà nó gần liên quan đến cái chuyện mà những cái chỗ đó. Những cái chỗ mà thường tập trung đông người, chợ búa, siêu thị vân vân, đó là những cái nơi nguy cơ rất cao thì chúng ta ưu tiên. Thứ ba nữa là hộ gia đình. Trong tổng thể các giải pháp triển khai để ứng phó với COVID-19, những ngày này Đà Nẵng cũng đã huy động nhân lực, trang thiết bị để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Trong đó có các bệnh nhân bệnh mãn tính, người già trên 65 tuổi bệnh mãn tính. Hơn 26.000 liều vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca đã được tổ chức tiêm tại nhiều điểm tiêm, đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng như quy định giãn cách. Hiện nay tình hình COVID-19 đang phức tạp, nên hôm nay bản thân được đi tiêm phòng vaccine, tôi rất là phấn khởi. Qua cái tiêm này tôi thấy là sẽ là nâng cao cái sức phòng vệ cũng như phòng bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch chung cho bản thân như cũng trong cộng đồng. Qua theo dõi chỉ đạo và trực tiếp dự giao ban hàng ngày với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá, cùng với việc thực hiện giãn cách, các đơn vị địa phương đã cơ bản đi đúng hướng trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng vẫn liên tục ghi nhận và các chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao rất phức tạp. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết 08 và Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ thị 05 áp dụng các biện pháp mạnh hơn, cao hơn để ngăn chặn dịch. Hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân toàn thành phố chúng ta chung sức đồng lòng để chúng ta quyết tâm thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch trong cái tình hình mới để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chấp hành của người dân sẽ là cái yếu tố quyết định cho cái sự thành công của cái đợt chống dịch lần này. Biến chủng Delta lây lan nhanh và dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.
nhưng tin chắc rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi Covid-19.